một nào. Bạn Phi có một, em khoanh cho bạn gì? C. C. Hàm số nghịch biến. Nào mọi người nhìn nhá, câu C này. Hàm số nghịch biến từ 0 tới dương vô cùng. Hàm số nghịch biến từ 0 tới dương vô cùng. Trông thì hợp lý đấy. Trông thì có vẻ hợp lý đấy. Bởi vì từ 0 tới dương vô cùng đi xuống đúng không? Nghịch biến. Rồi, như vậy ý D thì sao nào? Ý D. Hàm số biến chứ âm vô cùng đến trừ 3. Từ âm vô cùng tới trừ 3, âm vô cùng ở tít ở phía dưới này tới trừ 3. Đi lên đúng không? Vậy thì D cũng đúng mà. Âm vô cùng trừ 3 đúng không? Vậy thì vẫn đi lên mà, âm vô cùng trừ 3 vẫn đi lên hàm số đồng biến. Vẫn đúng. Vậy thì đây nó đúng cả C cả D đúng không? Đấy thì bạn nào mà khoanh bạn nào mà chọn đáp án nhá thì đều sai hết nhá. Cả hai bạn đều sai, cả bạn C và bạn D đều sai. Rồi, câu này có một cái bẫy này. Câu này một cái bẫy như này. Đó là cho đồ thị thì mình phải biết đây là đồ thị của hàm số gì. Đây là đồ thị của hàm số nào. Để bài cho đồ thị gì nhỉ? Y bằng gì nào? Người đọc kỹ đề nhá. Đây là đề bài cho đồ thị của hàm số gì nào? Y bằng gì? Có đồ thị của hàm số y, có đồ thị của hàm số f(x) là đường cong hình bên dưới đúng không? Vậy đây là đồ thị của hàm số y bằng f(x) chứ không phải y bằng fx nhá. Đây là đồ thị của hàm số y bằng f(x) chứ không phải đồ thị của hàm số fx. Mà nếu mà cho fx ấy thì mới, nếu bạn cho fx thì đi xuống thì mới là nghịch biến. Cứ đi xuống thì fx nghịch biến, đi lên thì đồng biến. Nhưng mà các bạn chú ý này. Và đạo hàm đồng biến hay nghịch biến ấy. Linh ơi, ngồi bên góc kia, ngồi cạnh bạn Châu cho đỡ chật. Rồi, nhắc lại này. Đề bài cho đồ thị của đạo hàm không phải đồ thị của hàm số fx. Nếu mà cho đồ thị của hàm số fx mà hỏi hàm số fx cơ thì đi xuống thì là nghịch biến, đi lên thì là đồng biến. Nhưng mà cho hàm thì cái việc mà đạo hàm nghịch biến ấy nó không ảnh cái việc mà hàm số fx đồng biến hay nghịch biến nhá. Đó, mà muốn cho hàm số fx y bằng fx mà đồng biến chẳng hạn thì học lại bài trước rồi. Bài trước nào, nhớ lại bài trước một tí nào. Để hàm số y fx đồng biến thì đạo hàm phải làm sao? Y bằng f(x) phải làm sao? Phải lớn hơn hoặc lớn bằng 0 đúng không? Phải dương đúng không? Phải lớn hơn 0 chẳng hạn. Đó thì ở đây mình phải quan tâm đến cái việc mà dương hay là chứ mình không phải quan tâm đến đạo việc mà đạo hàm đồng biến nghịch biến nhá. Bởi vì cái việc mà đạo hàm đồng biến hay nghịch biến nó không ảnh hưởng đến hàm số fx. Mà hàm số fx muốn đồng biến hàm phải dương chứ không phải là đạo hàm đồng biến. Mà đạo hàm dương thì mình sẽ nhìn vào cái phần phía trên trục x nhá. Phần phía trên trục x là phần mà có y dương mà. Cả giống với phần phía trên trục x này là phần mà có y dương, y chính là f(x). Đó, y dương chính là đạo hàm dương đấy. Thì phần phía trên trục x là phần khiến cho đạo hàm dương, mà đạo hàm dương thì hàm số fx của mình mới đồng biến. Đó, vậy trong câu này này, đây là phần đạo hàm dương này. Đây là phần khiến cho y phải dương. Mà y phải dương thì hàm số đồng biến. Vậy thì hàm số fx đồng biến trên khoảng từ trừ 3 tới trừ 2 và nghịch biến trong khoảng từ âm vô cùng tới trừ 3. Bởi vì âm vô cùng trừ 3 nhá thì đạo hàm nó nằm bên dưới trục x. Vậy đạo hàm của mình có y âm đúng không? Y chính là f(x) ấy, có đạo hàm âm. Mà đạo hàm âm thì hàm số mới nghịch biến. Vậy từ đây mình kết luận là hàm số fx đồng biến nhá, 3 từ trừ 3 đến trừ 2 thì đạo hàm nó dương này, nó nằm trên trục x thì nó dương. Vậy hàm số fx mới đồng biến nhá. Trên trừ 3 tới trừ 2. Đó, và hàm số fx nghịch biến trên âm vô cùng tới trừ 3 đúng không? Bởi vì âm vô cùng tới trừ 3 thì đạo hàm âm thì hàm số nghịch biến, hoặc là từ trừ 2 tới dương vô cùng. Vì toàn bộ từ trừ 2 dương vô cùng nó nằm phía dưới trục x hết. Bây giờ mình không quan tâm nó đi lên hay xuống nhá. Đạo hàm thì mình không quan tâm đi lên hay xuống, đạo hàm thì mình quan tâm nó dương hay nó âm. Đó, dương là phần phía trên trục x, âm thì phần phía dưới trục x. Đó, thì nó âm ở phần này là 1 này, và từ 2 dương cùng nữa. Và 2 đến dương vô cùng. Đó, mà đạo hàm âm thì hàm số nghịch biến. Rồi, vậy thì định là câu này mình không tách thành một dạng đâu. Nhưng mà thôi, phải thấy khá là nhiều bạn bị nhầm lẫn câu này thì mình tách riêng một dạng luôn nhá, phần số 1 này.
là dạng bài tập đề bài cho hàm số y bằng mx, y bằng f phẩy x, cho đạo hàm cho y bằng f phẩy x, và nó hỏi mình tính đơn điệu xét đồng biến nghịch của hàm số y bằng mx cho đồ thị của đạo hàm và hỏi hàm số y bằng mx. Đó, nếu mà cho y bằng fx cơ mà hỏi y bằng fx luôn, cho đồ thị của chính nó mà hỏi hàm số của chính nó luôn thì đi lên mới là đồng biến, đi xuống mới là nghịch biến. Còn nếu mà cho đồ thị của đạo hàm mà hỏi hàm số fx thì mọi người để ý này, ở đây nốt lại nhá, highlight lại này, mình có y bằng fx là đồng biến thì y phẩy dương, y phẩy dương thì là mình lấy phần phía trên trừ x nhá, lấy phần trên trục ux đó, và ngược lại hàm số y bằng fx nghịch biến. Bài trước học rồi đúng không, khi mà đạo hàm âm, đạo hàm âm thì mình lấy phần phía dưới nhá, lấy phần dưới trục ux đó, cẩn thận cái dạng này cho mình hàm số y bằng f phẩy x, nhưng mà không bắt mình xét y bằng fx đâu. Xét y bằng fx thì nó là bài trên, nó là bài vừa rồi rồi, phần trên là đạo hàm dương fx dương, fx đồng biến đó, phần phía dưới là đạo hàm âm thì fx nghịch biến. Còn ở đây thì bài nó hỏi xét tính đơn điệu, xét tính đơn điệu hay đồng biến nghịch biến đấy của hàm số y bằng fu nhé, của y bằng fu chứ không phải y bằng fx nữa. Đó, u ở đây là một cái biểu thức nó phức tạp hơn x, hàm hợp. U ở đây là một biểu thức nó phức tạp hơn x. Mọi người có thể nhìn vào cái ví dụ bài câu 2, câu 3, câu 4. Đó, đề bài sẽ cho mình bảng xét dấu của f phẩy này. Nhìn thử câu 2 nhá, nhìn thử câu 2. Đều yêu cầu mình hàm số y bằng f của 5 trừ 2x. Đó, u ở câu 2 là 5 trừ 2x. Đó, không phải, không hỏi fx nữa nhá, mà hỏi là f của 5 trừ 2x, hay là ở bài 3 y bằng f của x bình cộng 2x. Đó, mọi người nhìn thấy nó không phải fx đấy nhá, mà nó sẽ là fu. Đó, u ở trong bài 3 là x bình cộng 2x, hay là ở bài 4 đúng không, y bằng 2 chứ x, f của 2 chứ x. Đó, vậy thì u ở đây là 2 chứ x, nó sẽ hỏi fx đâu, mà nó sẽ hỏi là fu. Đó, u ở đây là một biểu thức gì đó, nó phức tạp hơn biểu thức x. Rồi, vậy thì đi xử lý câu này, mình sẽ làm như sau này. Để mà làm câu này nhá, thì ngày xưa ấy, đây là câu ở mức độ cuối cùng của dạng tính đơn điệu. Đó, nghĩa là khó nhất của mình trong phần tính đơn điệu là cái câu hàm hợp này, cách đây khoảng độ 3 năm. Thì câu này là câu khó nhất, nhưng mà 3 năm đổi lại đây thì có một câu là khó hơn câu này, đó là câu trị đối. Đấy thi học của mình càng ngày càng khó nhé, đấy thi học của mình càng ngày càng khó. Đó, thì dạng này nó không còn là cái dạng khó nhất tại thời điểm bây giờ nữa rồi. Đó, câu này thì là câu, thế là câu này cũng không, về cơ bản là ngày xưa thì nó là khó, nhưng mà bây giờ nó có các bước làm cụ thể rồi nhá. Thầy lập ra mọi người các bước làm rồi, và các bạn cứ đi đúng 3 bước là làm được câu này thôi. Thì bây giờ mọi người nhớ lại một chút này để giải thích cho các bạn làm được câu này nhá. Để mà xét tính đơn điệu của hàm số này thì mọi người nhớ lại một cái hàm số đơn giản hơn một tí. Ví dụ như thầy có hàm số x mũ 3 trừ đi x mũ 3 trừ đi 3x bình đi cộng 2 chẳng hạn. Đây, thầy muốn biết hàm số này đồng biến nghịch biến ở trên khoảng nào thì phải làm những bước gì nhỉ? Thầy muốn biết hàm số này này đồng biến hoặc nghịch biến trên những cái khoảng nào thì mình phải làm những bước gì nào? Mục tiêu mình là phải gì đã? Mục tiêu cuối cùng mình phải lập được cái gì? Bảng bình thiên đúng không? Rồi, các bước là bảng bình thiên nào? Các bước này là bảng bình thiên nào? Bước 1 là gì nào? Bước 1 tính đạo hàm, đúng không? Bước 1 tính đạo hàm. Bước 1 tính y phẩy. Y phẩy bằng làm lại nào, làm lại cho quen nào. Y phẩy bằng gì nào? 3x bình này trừ đi 6x. Bước 2 nào? Giải y phẩy bằng 0 đúng không? Bước 2 giải y phẩy bằng 0. Vậy thì ở đây mình nhóm được gì ra ngoài trước nào? 3x ra ngoài, anh cho mình được x trừ 2 đúng không? Bằng 0 này. Vậy tương đương với hai nghiệm x bằng 0 hoặc là x bằng 2 này. Đó, và sau đó thì mình có một cái bảng bình thiên đúng không? X, y phẩy, y. Đó, xong rồi 0, 2, 0, 0, trừ cộng, cộng. Đây, kiểu như này. Đó là nhanh thôi. Tại vì mình có 3 bước nhé. Để mà xét tính đơn điệu của một hàm số, mình có 3 bước. Bước 1 tính y phẩy này. Bước 2 giải y phẩy bằng 0. Bước 3 là lập một cái bảng bình thiên cộng trừ cộng trừ. Đó, thì bây giờ mình muốn xét hàm số fu đúng không? Mình vẫn làm bước các bước này
bước 1 tính y phẩy, mục tiêu là mình phải lập được bảng thiên của hàm số fu, mục tiêu phải lập bảng thiên của hàm số này. Đó thì mình cứ làm 3 bước này thôi, và trong mỗi bước này thì nó có một cái đặc điểm, nó đặc biệt một tí thì thầy sẽ nói, thầy sẽ highlight đoạn đấy cho các bạn. Là bây giờ mình đi từng bước một nhá. Mục tiêu trong câu này này, đó là mình phải lập được bảng biểu thiên. Lập được bảng biểu thiên. Và các bước lập bảng biểu thiên như bình thường mình đang từng học. Bước 1 tính y phẩy. Bước 1. Các bạn tính được y phẩy. Rồi, tính y phẩy. Thì bây giờ mọi người băn khoăn là cái đạo hàm. Cái đạo hàm kiểu gì? Thì mình có công thức nhá. Mình có công thức này. Đạo hàm của FU. Đạo hàm của FU thì bằng F'U nhân với cả U' nhá, hàm hợp mà. Đuôi của hàm hợp thì luôn luôn là U'. F'U nhân với cả U'. Ví dụ mọi tập trung nhá, bài cũng tương đối đấy, ngày xưa là bài tương đối khó đấy, bây giờ có các bước làm cụ thể rồi, không còn khó nữa. Ví dụ này, câu số 3 đi, mình có được y bằng f của x bình cộng 2x. Đây, câu 3, y bằng fu đúng không, u ở đây là x bình cộng 2x. Rồi, vậy thì y phẩy là số này, đạo hàm là số này, đạo hàm của cái này, công thức nhá, đạo hàm của fu thì mình bằng f phẩy u nhân với cả u phẩy. Vậy thì ở đây mình có được bước 1 tính đạo hàm này, y phẩy thì sẽ bằng F phẩy của x bình cộng 2x như này, xong rồi nhân với cả u phẩy nữa, là nhân với cái đạo hàm này bằng gì nhỉ, 2x cộng mấy, cộng 2 đúng không, 2 cộng 2 đây. Đó, đây là đạo hàm của FU. Cái ví dụ cho mọi người, nó có thể nốt lại nhá, để về nhà đọc lại hiểu hơn. Đạo hàm của FU thì bằng F phẩy u nhân với cả u phẩy. FU này, đạo hàm của FU thì bằng F phẩy u, viết lại thôi, nhân với cả u phẩy. Đó. Bước số 2. Đó là mình giải y phẩy bằng 0 đúng không? Mình giải phương trình y phẩy bằng 0. Mình giải y phẩy bằng 0. Rồi, nghĩa là mình cho cái dòng này bằng 0 này. Mình cho cái này bằng 0. Vậy thì ở đây mình sẽ tương đương với hai trường hợp. A nhân A bằng 0 hoặc là A bằng 0. Đấy, từ đây mình sẽ có được là tương đương với nhá. Tương đương với F'U bằng 0 hoặc là U' bằng 0. Rồi, thì trong bài được ví dụ trong câu này thì nó chính là cái cho đây bằng 0 đúng không? Nếu mà cho đây bằng 0 thì cái này bằng 0 hoặc là 1 này, hoặc là cái này bằng 0. 2 cộng 2 bằng 0. Thì cái u phẩy bằng 0 này thì cái này giải dễ nhá. Ví dụ trong câu này, 2 cộng 2 bằng 0, mọi người nhập ngay x bằng bao nhiêu nhỉ? X bằng -1. Bằng -1 chứ. X bằng -1 đúng không? Thì cái u phẩy bằng 0 này cái này giải dễ nhá. Cái này dễ. Rồi, bây giờ nhìn phát là ra luôn. Đây 2 cộng 2 bằng 0, x bằng -1. Đó, còn cái f phẩy u bằng 0 này thì mình đi giải nó thế nào? Thì cái f phẩy u bằng 0 thì mình đi làm như sau này. Cái dòng trên, cái f phẩy u bằng 0 này, mình sẽ đề bài sẽ cho mình y bằng fx, f phẩy x, đề bài cho mình y bằng f phẩy x. Thì có thể cho mình bảng biểu thiên, có thể cho mình thông qua đồ thị, hoặc là có thể cho mình thông qua công thức của f phẩy x. Nhưng mà cho kiểu gì thì kiểu, thì mình cũng sẽ làm cái động tác này, cho đủ dữ kiện để các bạn có thể, để mà giải f phẩy u bằng 0 nhá, thì mọi người nhớ đây, mình đi giải f phẩy x bằng 0 trước, mình sẽ đi giải f phẩy x bằng 0 trước từ cái dữ kiện đề bài cho f phẩy x, thì mình sẽ làm được động tác này, mình sẽ đi tìm được f phẩy x bằng 0 tại đâu, tại x bằng a hoặc x bằng b chẳng hạn, các bạn sẽ giải được cái phương trình f phẩy x bằng 0 tại x bằng a hoặc x bằng b, thì f phẩy u bằng 0, các bạn thấy đây, f phẩy x với cái f phẩy u nó chỉ khác nhau ở chỗ là các bạn thấy x bằng u thôi đúng không, thấy x ở đây bằng u này. Vậy thì nếu mà f phẩy x bằng 0 khi mà x bằng a hoặc x bằng b, vậy thì f phẩy u bằng 0 khi mà gì nhỉ, mọi người làm có thể suy ra được không, thấy bằng u thôi, f phẩy x bằng a bằng 0 khi x bằng a hoặc x bằng b, vậy f phẩy u bằng 0 khi mà u bằng a hoặc u bằng b đúng không, khi mà ở đây u bằng a
hoặc là U bằng B. Đó. U là cái biểu thức đề bài sẽ cho. Rồi, và trong bước 3. Và đến đây mình giải được nhá, đến đây mình giải được hết nghiệm này. Đến đây mình giải được hết nghiệm, bước 3 mình là bảng bình thiên thôi. Bước 3 là mình có một cái bảng bình thiên. Rồi. Thì đây là một cái câu mà cách làm tổng quát trông nó vẫn hơi bị nhiều à, nó vẫn chưa dễ hình dung lắm. Bây giờ mình sẽ làm một số bài nha, để các bạn cùng làm thế luôn, làm một bài xong các bạn tự luyện tập một bài nữa luôn. Đó, cứ như thế mình làm sao để mình hiểu rõ vấn đề ở phần này. Câu số 2 trước nhá, câu 2 này thì làm mẫu một câu cho mọi người xem. Câu 2 rồi, và đề bài nó hỏi là hàm số y bằng f của 5 trừ 2x. Rồi, hàm số này đồng biến trên khoảng nào? Hàm số này đồng biến trên khoảng nào? Và các bước làm này, mục tiêu đó là mình phải lập được bảng thiên của hàm số này. Đó, các bước bước 1 tính y phẩy, bước 2 giải y phẩy bằng 0 và bước 3 mình là bảng bình thiên. Đây. Mình tính y phẩy nhá. Bước 1. Các bạn tính được y phẩy, mình có được y phẩy sẽ bằng. Viết lại công thức một lần nữa nhá. Đạo hàm của FU. Đạo hàm của FU thì bằng u bằng f phẩy u nhân với cả u phẩy, bằng f phẩy u nhân với cả u phẩy. Vậy đạo hàm của fu đây là fu này đó, thì bằng là f phẩy của 5 trừ 2x nhân với cả u phẩy nhân với mấy nhá, nhân với trừ 2 đúng không, nhân với trừ 2. Đạo hàm của 5 trừ 2x thì bằng trừ 2. Rồi, bước 1 xong. Bước số 2 các bạn giải để bằng 0, giải y phẩy bằng 0, có nghĩa là mình sẽ cho cái bằng 0 này để trừ 2 đầu nhá, hệ số như thế hay để đầu trừ 2 nhân với cả f phẩy của 5 trừ 2x bằng 0. Rồi, vậy tương đương với bình thường là hai trường hợp a nhân b bằng 0 thì a bằng 0 hoặc b bằng 0, nhưng ở đây thì cái trừ 2 bằng khác 0 rồi đúng không, trừ 2 không bằng 0 được. Vậy thì ở đây mình chỉ việc cho cái này bằng 0 thôi, f phẩy của 5 trừ 2x bằng 0. Rồi, đây là cái mà mình đi phần đi xử lý này, f phải u bằng 0, mình đi giải nhà. Thì trong phần lý thuyết thì đã nói là nói rồi, nhắc lại nhá. Để mà giải f phải u bằng 0 ấy, để mà giải f phải u bằng 0 thì các bạn đi giải f phải x bằng 0 trước. Đề bài sẽ cho mình cái giả thiết để giúp mình tìm làm được cái điều này là giải f phải x bằng 0 trước. Thì các bạn giải f phải x bằng 0, x bằng a bằng b chẳng hạn, thì f phải u bằng 0 thì nó chỉ thay x ở đây bằng u thôi. Vậy thì đây mình thay x bằng u này, u bằng a hoặc u bằng b. U bằng a hoặc u bằng b. Thì bây giờ này, ở dòng này là f phải u bằng 0 nhé. Thì mình đi giải f phải x bằng 0 trước nào. Nhìn vào bảng bình thiên này, nhìn vào bảng bình thiên này thì ở đây các bạn sẽ có f phải x, sẽ có được f phải x bằng 0 ở đâu nào. F x bằng 0 ở đây, bằng 0 ở đây, bằng 0 ở đây này. X bằng trừ 3, x bằng trừ 1, x bằng 1 đúng không? X bằng trừ 3, x bằng trừ 1 hoặc x bằng 1. Vậy thì f phải u bằng 0 khi mà các bạn chỉ việc thay cái x ở đây này bằng ẩn u ở đây thôi, 5 trừ x. Vậy thì nó sẽ là 5 trừ 2x bằng trừ 3, 5 trừ 2x bằng trừ 1 và 5 trừ 2x bằng 1. Đó. Rồi, từ đây mình tìm được x. Từ đây các bạn sẽ tìm được x. X của mình sẽ bằng, nhầm nào, đến đây thôi đừng dùng máy tính nhá, đây đơn giản mà, đã chỉ việc chuyển trừ 3 vế này này, chuyển trừ 2 sang vế này cho nó dương, rồi chia cho 2 đúng không, x bằng mấy nào, dòng trên dòng đầu tiên là x bằng, đúng rồi, x bằng 4, dòng dưới nào, x bằng 3, x 2, rồi, ok, vậy thì bước 2, mình đã giải y phải bằng 0 xong, y phải bằng 0 tại 3 điểm nhá. Là bước 3 này, bảng bình thiên. Bước 3, bảng bình thiên. Rồi, mình lập bảng bình thiên cho hàm số này nhé, cho cái hàm số đề bài hỏi đấy. Mình vẫn có 3 dòng thôi, x này, y phải này, y này. Điền nghiệm vào 2, 3, 4. Âm vô cùng, dương vô cùng. Không ở đây, không ở đây, không ở đây. Nào, bây giờ điền dấu. Bây giờ điền dấu. Cái điền dấu sẽ làm như sau nhá.
Đó là đến đây thì bây giờ mình sẽ điền dấu khoảng cùng ngày trước này. Đây là ba rồi, ba nghiệm đơn tất cả mũ một hay mà đơn mình cứ qua nghiệm và đổi dấu thôi. Bây giờ mình điền dấu khoảng ngày cùng ngày trước. Thì khoảng ngày cùng này thì mọi người sẽ lấy một giá trị để mình thử nhá. Nghĩa tất cả các giá trị từ 4 đến dương cùng, từ 4 đến dương cùng thì nó cùng mang một dấu hết. Thì mình sẽ được quyền lấy một giá trị bất kỳ để mình thử. Ở đây mình lấy bằng mấy nhá thì phù hợp nhỉ? Lấy bằng mấy mình thử nào. Từ 4 đến dương cùng. 5 đúng không? Lớn 4 được, lấy bằng 5 nhá. Lấy bằng 5. Lấy bằng 5 này, cái bước cuối cùng này thầy không không thầy không đốt ở đây nhá để có một cái ví dụ để cho mọi người hiểu kỹ hơn. Cái dòng điền dấu này. Đó là các bạn lấy các điền dấu khoảng cùng ngày trước, mình lấy một giá trị là hơn 4 nhá, lấy bằng 5. Đó mình điền xem dấu khoảng ngồi bằng dấu gì. Thì cái dòng này dòng y phẩy đúng không? Thì các bạn lấy bằng 5 các bạn thay vào y phẩy nhá, thay vào y phẩy. Thay vào y phẩy. Thay vào y phẩy. Y phẩy của mình là dòng này này, đây y phẩy của mình là dòng này. Đó thì mình lấy bằng 5 các bạn lắp vào đây cho thầy. Lấy bằng 5 các bạn lắp vào đây. Thì mình có được y phẩy của mình sẽ là lắp 5 vào đây này, lắp 5 vào đây. X x bằng 5 lắp vào đây. 5 trừ đi 10 này, đấy, nó là f phẩy của trừ 5. Lấy 5 lắp vào đây thôi. 5 trừ đi 10 nhá, âm 5 này, nhân với âm 2, nhân với cả trừ 2. Rồi, không chắc chắn rồi. Trừ 2 âm này, f phẩy âm 5 nào, f phẩy âm 5 âm hay dương. Thì mình lại nhìn vào bảng biểu thiên tiếp. F phẩy âm 5, f phẩy âm 5 có nghĩa là f, đề bài cho f phẩy x đúng không? F phẩy âm 5 nghĩa x bằng âm 5 đấy. X bằng âm 5 thì f phẩy x nó mang dấu gì? Thì âm 5 nó nằm ở đâu? Âm 5 nó nằm ở vị trí này. Thì f phẩy âm 5 nó nằm trong khoảng dấu âm không? F phẩy âm 5 nó nằm vị trí này đúng không? Nó mang dấu âm. F phẩy âm 5 này. Nó mang dấu âm. Vậy thì f phẩy âm 5 ở đây nhỏ. Rồi, hai cái nhỏ không nhân với nhau thì lại làm sao nhỉ? Thì lại dương nhá, hai cái nhỏ không nhân với nhau thì lại lớn không? Vậy thì x bằng 5 thì y phải dương, có nghĩa là ngoài cùng này mang dấu cộng này, trừ này, cộng này, trừ. Đó, dòng cuối thì các bạn viết cũng được, không viết cũng được. Thì đồng biến nghịch biến thì xuống lên thôi, đúng không? Nào, bây giờ mọi người xem đáp án chính xác nhá. Hàm số hay đồng biến, để mà hỏi đồng biến. Âm vô cùng tới trừ 3. Âm vô cùng tới trừ 3, trừ 3 nó nằm ở vị trí này. Âm vô cùng trừ 3 nó đi xuống đúng không? Nó nghịch biến. A sai. 4 đến 5. 4 tới 5. Đúng này. 4 5 đồng biến nhá. 5 ở đây này. 4 5 đi lên đúng không? 4 5 đi lên. 4 5 đồng biến. Đúng. B đúng. C. 3 tới 4. 3 tới 4 nghịch biến đúng không? 3 tới 4 đi xuống mà. 3 4 đi xuống vậy sai. 1 đến 3. 1 ở đây. 1 ở đây. 1 tới 3 vừa đi xuống đi lên đúng không? Vậy cũng sai, phải quay đoạn B nhá. Mỗi B đúng không? Từ 4 đến 5. Là đồng biến từ 4 đến 5. Rồi, câu này nhé, bạn nào mà chưa làm được này thì cách làm như sau này, bước 1 này, tính y phẩy. Y phẩy này sẽ bằng đạo hàm của FU đúng không? Thì bằng F phẩy U nhân với cả U phẩy nhân với cả 2 cộng 2. Rồi F phẩy U nhân U phẩy. Bước số 2 này, các bạn đi tính F phẩy Y phẩy bằng 0 đúng không? Nghĩa cho ra đây bằng 0. Cho bằng 0 vậy tương đương với hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là F phẩy của x bình cộng 2x bằng 0. Trường hợp thứ hai là 2x cộng 2 bằng 0. A nhân B bằng 0 mà thì A bằng 0 hoặc là B bằng 0. Vậy tương đương với cái này giải dễ rồi nhá, cái dòng dưới giải dễ rồi, x bằng trừ 1 luôn đúng không, x bằng trừ 1 luôn. Rồi cái dòng trên là giải nhào này, cái này giải nhào f phải u bằng 0. Thì các bạn dựa vào biểu thiên để mình đi tìm f phải x bằng 0 trước. Các bạn đi tìm f phải x bằng 0 trước này thì dựa vào biểu thiên nhá, thì mình sẽ có được, đây là một cái bài khá đặc biệt này, bài nó bằng 0 đúng tại ba chỗ thật 1 2 3. Tuy nhiên ở đây có một cái điểm đặc biệt, đó là vị trí. Mọi người nhìn thấy vị trí nào đặc biệt không? Vị trí nào đặc biệt trong ba vị trí này? Đây ba chỗ này này. Âm 2 bình thường mà. Số 1 đặc biệt này bởi vì các nhìn thấy dấu của nó đi qua một không đổi đâu. Thì đây gọi là nghiệm kép đúng không? Đây gọi là nghiệm kép. Vậy thì nghiệm kép thì mình không cần phải lấy nhá, bởi vì nghiệm kép nó không ảnh hưởng tới bảng biểu thiên. Với mọi người hình dung này, đồ thị của mình nó đi âm đi xuống đúng không? Dương đi lên này. Nhưng vẫn dương nhá, vẫn đi lên đúng không? Vậy thì nếu mà không
không có cái điểm miễu kép này thì nó vẫn đi lên mà, vậy nó không làm ảnh hưởng gì đồ thị cả. Vậy thì cái điểm mà khiến cho đồ thị của mình biến nước đạo hàm mình không đổi dấu này, cái chỗ này vị trí nghiệm kép nhá, nghiệm kép, và nghiệm kép thì mình bỏ nhá, nghiệm kép thì mình bỏ, mình không lấy nghiệm kép. Lấy nghiệm kép nó không làm thay đổi bất kỳ một cái điều gì ở trong bảng biểu thiên cả. Đó, đi lên thì vẫn đi lên thôi, vậy nó không làm thay đổi. Vậy thì ở đây mình sẽ lấy chỉ lấy điểm x bằng âm 2 hoặc x bằng 3 thôi. Vậy từ đây mình sẽ có được, lắp vào đây nè. Vậy f phẩy x bằng 0, x bằng trừ 2, x bằng 3 và f phẩy u bằng 0 khi mà u nhá. Lắp đây này, u là x bình cộng 2x này. X bình cộng 2x bằng âm 2 hoặc x bình cộng 2x bằng 3. Đây. Đó. Khi mà u bằng trừ 2 hoặc u bằng 3. Hay u thôi, u là x bình cộng 2x này bằng trừ 2 u bằng 3. Vậy tương đương với giải nào? Cái này hình như vô nghiệm đúng không? Bấm máy tính. Cái vô nghiệm. Cái có hai nghiệm là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu? 1 với cả trừ 3. Vậy thì tóm lại ở đây mình có 3 nghiệm đúng không? 1, trừ 3 với cả trừ 1 ở dưới này nữa. Vậy tóm lại là mình giải được 3 nghiệm. Nhắc lại nhé, bỏ nghiệm kép nhá. Mọi người có thể lưu ý lại trong bài. Nghiệm kép này thì bỏ. Nghiệm kép là điểm khiến cho đạo hàm mình không đổi dấu. Rồi, bảng biến thiên. Bảng biến thiên. X, Y phẩy, Y. Và các bạn thay nó bằng trục số cũng được. Thay cái này bằng một cái trục số cho đơn giản luôn cũng được. Tùy. Làm quen rồi thay bằng trục số luôn cũng được. Đây. Trục số đại diện dấu của Y phẩy. Đại diện dấu của Y phẩy. Thì Y phẩy bằng 0 tại ba vị trí. Trừ 3 trước này. Trừ 1 này. Rồi đến 1. Nào điền dấu nào. Điền dấu nếu giá trị nằm trong khoảng ngoài cùng này. Lấy bằng mấy thì phù hợp nhỉ? Lấy x lớn hơn 1 là được. Lấy x bằng 2 đúng không? Bạn lấy x bằng 2. Lấy x bằng 2. Các bạn thay vào y phẩy nhá. Mình đang cần xét dấu của y phẩy mà. Thì mình thay vào y phẩy. Y phẩy của mình nó là cái dòng này này. Y phẩy của mình nó là dòng này. Thì các bạn lấy x bằng 2. Các bạn lắp vào y phẩy ở đây. Mình có được là y phẩy sẽ bằng. Lắp 2 vào đây nào. Lắp 2 vào đây nào. Mình được là nhẩm nhá. 4 này. Cộng với 4 đúng không? F phẩy 8. Nhân với 2 x 2 là 4 này. 4 cộng 2 nữa là 6. F phẩy 8 x 6. Rồi. 6 dương rồi. Chắc chắn rồi. 6 lớn không rồi. F phẩy 8 nào. F phẩy 8 dương hay âm. F phẩy 8 thì mình phải dựa vào biến thiên. Số 8 ở đâu? F phẩy 8 nghĩa x bằng 8 đấy. X bằng 8 lắp ở đây đúng không? Thì F phẩy x nó mang dấu gì? Thì x bằng 8 nó ở đây đúng không? 8 nó ở đây. F phẩy 8 nó mang dấu. F phẩy 8 nó mang dấu âm. 8 ở đây mà dòng xuống nó mang dấu âm này. F phẩy 8 âm. Vậy thì y phẩy mang dấu gì nhỉ? Âm nhân dương thì âm đúng không? Nhỏ không? Vậy ngoài cùng mang dấu trừ. Ngoài cùng mang dấu trừ. Cộng. Trừ. Cộng. Đó. Để bài hỏi hàm số nghịch biến. Từ trừ 2. Từ trừ 2 tới 1. Trừ 2 tới 1. Trừ 2 tới 1 không được đúng không? Trừ 2 nó ở đây này. Tới 1 nó vừa nghịch biến vừa đồng biến mà. Không được. Trừ 4 đến trừ 3. Trừ 4 tới trừ 3 đồng biến. Không được. Vì là nghịch biến. 0 đến 1. 0 đến 1. 0 đến 1. 0 là ở đây. Tới 1 đồng biến. Không được. Mang dấu dương đồng biến. Không được. Trừ 2 đến trừ 1. Trừ 2 tới trừ 1. Âm. Được không? Được. Trừ 2 trừ 1 mang dấu âm nhé. Vậy là số nghịch biến. Đây là bản chính xác là bản D. Rồi. Đấy là câu hàm hợp nhá. Đấy là cách làm câu hàm hợp. Rồi. Đáp án chính xác là đáp án D nhá, trừ trừ 2 trừ 1. Từ trừ 2 trừ 1 đây đúng không? Nó mang dấu âm. Mang dấu âm thì hàm số nghịch biến. Đó, thôi không phải vẽ nhá, đi lên đi xuống thì thôi nhá. Đáp hàm âm thì nghịch biến thôi. Rồi, cách làm này các bước làm vẫn thế là bước 1 tính y phẩy. Bước 1 tính như y phẩy. Y phẩy sẽ bằng. Đọc nào, y phẩy bằng gì nhỉ? F phẩy của 2 trừ x này nhân với u phẩy nữa nhân với mấy đấy, đạo hàm của 2 trừ x. Đạo hàm của 2 trừ x mình được trừ 1 đúng không? Mình được trừ 1. Đó, trừ 1 thì để trừ trước
đều trừ đằng trước nhá, đều trừ đằng trước nhân với trừ một vậy, rồi đều trừ đâu đó. Bước số 2 mình giải y phải bằng 0. Mình giải y phải bằng, thì đây mình cho nó bằng 0 đúng không? Thì ở đây mình sẽ có là f phẩy của 2 trừ x bằng 0. Rồi. Nào, để mà giải f phẩy u bằng 0 thì mình đi giải f phẩy x bằng 0 trước. Những bài này khác với là những bài vừa rồi, đó là đề bài lại cho đồ thị, còn cho bảng biểu thiên nữa. Vậy thì bây giờ mình đi giải cái f phẩy, mình đi giải cái f phẩy x bằng 0 kiểu gì này. Thì các bạn chú ý nhá, khi mà cho đồ thị thì f(x) bằng 0, f(x) bằng 0 là nào, những cái điểm nào mà khiến cho y bằng 0 nào, thì chính là những cái giao điểm với trục Ox nhé, những cái giao điểm với trục hoành. Đây này, những cái điểm này, những cái điểm này nó có f(x) bằng 0 bởi vì mọi người giống sang giống với trục, giống với trục y này, y chính là f(x) mà giống trục y nhá, y của nó bằng 0 không? Điểm này thế, y của nó bằng 0 này, điểm này là giống trục y của nó bằng 0 này. Vậy thì tóm lại là cái f(x) bằng 0 này thì nó là giao điểm với trục Ox nhá. Với trục Ox đó, vì tất cả những cái điểm thì mọi người nhìn thấy đều có y bằng 0, đều có y bằng 0, y chính là f(x) đó, chính là f(x) bằng 0 đấy. Thì đây mình có 3 điểm, 3 điểm là x bằng trừ 1, x bằng 1 và x bằng 4 đó. Đấy là cách mình khai thác, đấy là cách mình khai thác bằng, đấy là cách mình khai thác đồ thị nhá. Đó, đấy là cách mình khai thác đồ thị. Nếu mà cho f(x) bằng 0 thì cái này chính là trục Ox, mọi người có thể nốt lại ở trong để cho nhớ. Vậy từ đây mình sẽ tương đương với 3 trường hợp. Thay x bằng u thôi, thay toàn bộ x bằng u thôi. U là 2 trừ x nhá. 2 trừ x bằng trừ 1. 2 trừ x bằng 1. 2 trừ x bằng 4. Rồi, giải x thôi. X bằng 3 này, x bằng 1 này, x bằng đó, xong mình có bảng biểu thiên, bảng biểu thiên nó vẽ trục số nó cho nhanh nhá, trục số thôi, đại diện nó giống của y phải, trục số đại diện nó giống của y phải, thì nó bằng 0 tại 3 điểm trừ 2 1 với cả 3. Nào, điền dấu nào. Bây giờ mình phải biết được cái dấu phẩy cùng ngày đúng không? Lấy bằng mấy nhá thì hợp. Lấy lớn hơn 3. 4 hoặc 5 thì đều được đúng không? 4 hoặc 5, lấy bằng 4 cho nhỏ nhá. Lấy bằng 4. Lấy bằng 4 các thay vào y phẩy nào. Thay vào y phẩy. Y phẩy nó là cái dòng này. Y phẩy là dòng này. Vậy thì thay x bằng 4 vào y phẩy, mình được là trừ để nguyên này. F phẩy của bao nhiêu nhỉ? Nhẩm nhỉ? Trừ 2 đúng không? 2, thấy ở 4 vào đây thôi. 2 trừ 4 này. Âm 2 đúng không? Rồi, nào. Trừ F phẩy âm 2. Bây giờ xem cái này nó mang dấu âm hay dấu mang dấu dương. Thì dấu trừ thì để nguyên rồi. F phẩy âm 2. F phẩy âm 2 thì lại dựa ở thiên tiếp. Lại, à như là nhìn đồ thị tiếp. Đề bài cho F phẩy X nhá. Vậy F phẩy âm 2. F phẩy âm 2. Có nghĩa là X bằng âm 2. X bằng âm 2. X bằng âm 2 nó ở vị trí này. Âm 2 đây. Thì đầu tiên một người dòng xuống đô thị trước. Phải dòng xuống không? Dòng ra đô thị phải dòng xuống đúng không? Nó vị trí ở đây. Rồi dòng sang y nhá. Dòng sang y thì y của nó đây vị trí này này chính là f phẩy âm 2. Đó, thì nhắc lại nhá. F phẩy âm 2 nguyên là x bằng âm 2 ấy. X bằng âm 2 thì f phẩy x nó mang dấu gì? Thì đầu tiên x bằng âm 2 là vị trí này. Mình dòng xuống đô thị đã vị trí này, xong dòng sang trục y nhá, dòng trục y. Đây thì y của nó vị trí này thì đây chính là f phải âm 2, mang dấu gì đấy mọi người nhìn thấy đây. Âm đúng không, dưới không không, f phải âm 2 dưới không đúng không, vậy f phải âm 2 mang dấu âm, cái nhỏ hơn không, nhưng mà đằng trước có dấu trừ sẵn rồi, vậy thì y phải của mình lại mang dấu dương, vậy ngoài cùng mình mang dấu cộng này, trừ cộng trừ đó. Và đây mình khoanh đáp án để bài hỏi là đồng biến trên khoảng nào 1 đến 3 sai đúng không, 1 đến 3 mang dấu âm nghịch biến, 2 thì dương vô cùng, 2 dương cùng cũng sai, 2 nó ở đây, từ 2 đến 3 nghịch biến nào. Âm 2 cho tới 1 đúng luôn đúng không, âm 2 đến 1 mang dấu dương này, hàm số đồng biến âm 2 đến 1 là bản C nhá.
Rồi nào mọi người nhá, câu 8 này. Câu 8 có một đặc điểm như này. Câu 8 mọi người chú ý này. Đề bài nó bảo hỏi là hàm số y bằng gx đúng không? Bỏ gx đi nhá. Y bằng f của x bình trừ 3. Đó, hỏi fu. Rồi, các bước làm này, câu 8 về chữa này. Bước 1 các bạn tính y phẩy như bình thường. Bước 1 mình tính y phẩy f phẩy u nhân u phẩy này, f phẩy u nhân với cả u phẩy nhân bao nhiêu nhỉ? Nhân với đạo hàm cái này là nhân với cả 2x đúng không? 2x. Rồi, bước 2 mình giải y phẩy bằng 0. Giải y phẩy bằng 0 vậy tương đương với cho này bằng 0 thôi. Hai trường hợp f phẩy của x bình trừ 3 bằng 0 hoặc 2x bằng 0. Cái dưới giải dễ rồi đúng không? 2x bằng 0 thì x bằng 0 thôi. Rồi, cái trên này f phẩy u bằng 0 thì để mà giải f phẩy u bằng 0 đúng không? Thì các bạn đi giải f phẩy x bằng 0 trước. Mình đi giải f phẩy x bằng 0 trước này. Thì thầy cũng đã bảo mọi người rồi, nếu mà cho hàm số y f phẩy x thì f phẩy x bằng 0 thì nó là giao điểm với trục ux. Nó là giao điểm với cả trục ux. Thì các bạn nhìn vào giao điểm thì mình có đây là một giao điểm này. Đây là hai giao điểm này. Thì đây là hai nghiệm, nhưng mà tuy nhiên hai nghiệm này một cái sẽ là nghiệm kép nhá. Một cái sẽ là nghiệm kép, một cái sẽ là nghiệm kép mà mình sẽ phải bỏ đi đấy. Ở đây tại trừ 2 với tại 1 này. Cái nào nghiệm kép nào? Nghiệm kép là nghiệm kép ấy là cái điểm khiến cho đạo hàm không đổi dấu khi đi qua nó. Nghiệm kép là điểm khiến cho đạo hàm không đổi dấu khi đi qua nó. Thì nó là điểm nào, là điểm điểm nào là nghiệm kép nào? Trừ 2 á, sai, trừ 2 nghiệm đơn nhá. Bởi vì sao này? Trước khi đi qua trừ 2 nào? Trước khi đi qua trừ 2, đạo hàm mình mang dấu gì? Trước khi đi qua trừ 2, đạo hàm mình mang dấu trừ đúng không? Âm đúng không? Nằm vì dưới mà. Sau khi đi qua điểm trừ 2, đạo hàm mình mang dấu dương đúng không? Có đổi dấu đúng không? Đây là nghiệm đơn này. Còn điểm 1 này mới là nghiệm kép nhá. Điểm 1 này mới là nghiệm kép. Trước khi đi qua điểm 1 nào? Trước khi đi qua 1, đạo hàm mình mang dấu gì đấy? Dương, nằm trên trục x đúng không? Dương. Sau khi đi qua 1, đạo hàm mình vẫn mang dấu dương đúng không? Vậy thì 1 ở đây này là nghiệm kép nhá mọi người, highlight vào trong vở nhá. Đây là nghiệm kép. Đó, và ở đây mình chỉ lấy x bằng trừ 2 thôi. Nghiệm kép mình không lấy nhá. Đó, cái kiểu cắt nghiệm kép là kiểu cắt như này này. Đây này. Đó, nó mới chạm vào thôi, nó vòng lên rồi. Hoặc là như này. Đó, hai vị trí này là hai vị trí nghiệm kép nhá. Hai vị trí này là hai vị trí thu mình được nghiệm kép. Đó, đạo hàm mình nó phải cắt hẳn đấy. Nó phải cắt từ dưới lên trên, từ âm sang dương này, hoặc là từ dương xuống âm đúng không? Cắt hẳn xuống dưới thì nó mới là nghiệm đơn. Còn nó mới chỉ chạm mà thôi, nó đã vòng lên rồi. Thế là kiểu cắt nghiệm kép nhá. Trước khi điểm này vẫn dương đúng không? Sau khi điểm này nó vẫn dương, đạo hàm mình không đổi dấu. Đó, hoặc là kiểu cắt kiểu này. Ngược lại thôi. Thì tóm lại câu này thì có x bằng trừ 2 thôi nhá. Mình lấy x bằng trừ 2 thôi. Vậy thì đây mình sẽ có được là x bình trừ 3 bằng trừ 2 đúng không? Thay u thôi, u bằng trừ 2 thôi, x bình trừ 3 bằng trừ 2. Từ đây mình giải được là x bình bằng 1 hoặc x bằng 0. Vậy từ đây mình sẽ có được x bằng cộng trừ 1 hoặc x bằng 0 đúng không? Rồi, bảo mình thiết. Xóa này đi nhá, xong nghe chưa? Chỉ lấy x bằng trừ 2 thôi, bỏ nghiệm kép đi nhá. Cái chính là cái điểm 1 ở trong bảng biểu thiên của mình ấy. Đi qua nó vẫn dương. Sau khi đi qua nó thì đạo hàm mình vẫn dương. Rồi bảng biểu thiên này. Một cái trục số thôi cho nhanh nhá, đại dấu y phẩy. Ở đây mình giải y phẩy bằng 0 tại 3 điểm trừ 1, 0, 1. Rồi, nào lấy một giá trị lớn hơn 1 nào để mình thử. Lấy bằng mấy nhá? Lấy bằng 2 đúng không? Rồi câu này lấy bằng 2 nó bị vấn đề đấy. Thì thử câu này rồi. Lấy bằng 2 thử xem, cứ làm bình thường nhá. Lấy bằng 2 này. Các thay vào y phẩy. Thay vào y phẩy thì mình có y phẩy mình sẽ bằng. Lắp 2 vào y phẩy đây này. Lắp vào mình được là lắp 2 vào đây. F phẩy 2 lắp vào đây này, 4 trừ 3 là còn 1 đúng không? Nhân với 2 nhân 2 là bằng 4. Thì 4 dương rồi. F phẩy 1 dương hay âm nào? F phẩy 1 ở vị trí nào? Nhìn vào đồ thị tiếp. F phẩy 1 có nghĩa là x bằng 1 đấy. X bằng 1 ở vị trí này đúng không?
Không phải sóng gì cả, không phải sóng gì cả, bởi vì nó nằm trên đồ thị rồi. Dòng sang y thôi, y của nó ở mấy đấy? Không, vậy f phẩy một bằng không nhá. Mà số 0 thì đây là một số không dương không âm đúng không? Vậy thì mình không biết nó mang dấu gì. F phẩy một bằng không mà em một dòng này, dòng sang y là y nó bằng không. Mình không biết nó mang dấu gì. Vậy thì lấy x bằng 2 ở đây thì đang chưa xét được. Thì mình thay điểm khác đi thôi, thay điểm khác đi thôi. Lớn hơn 1 nè, lớn hơn 1 nè, nhưng không phải 2. Lấy bằng 3 cho nhỏ. Vậy y phẩy mình sẽ được bao nhiêu nè? F phẩy mấy nhờ? F phẩy 9 trừ 3 này là 6. Nhân với cả 2 nhân 3 là 6. 6 dương nhá. 6 bên ngoài dương rồi, F phẩy 6 nè. F phẩy 6 nghĩa x bằng 6. X bằng 6 nó ở đây. F phẩy 6 ở đây, dòng sang y này. Đây là F phẩy 6 này. Vị trí này là F phẩy 6, mang dấu gì nhờ? Mang dấu dương đúng không? Mang dấu dương. Vậy thì cái này lớn không? Vậy ngoài cùng mang dấu cộng. Trừ, cộng, trừ, như này. Cẩn thận nhá, để bài hỏi câu nào sai đấy. Đáp án hỏi câu nào sai. IA, gx đồng biến từ trừ 1 đến 0. Trừ 1 đến 0 mà đồng biến. Đúng đúng không? Nhưng không khoanh nhá. Rồi, đáp án sai. IB, nghịch biến từ âm cùng với trừ 1. Âm cùng với trừ 1, nghịch biến. Đúng này, không khoanh này. IC, nghịch biến từ 1 đến 2. Nghịch biến từ 1 đến 2. Sai đúng không? Từ 1 đến 2 phải đồng biến. Từ 1 đến 2 dương hết mà. Từ 1 đến 2 đồng biến. Vậy khoanh bàn C nhá. Câu 8 là bàn C. Rồi, nào mời ý thầy nhá. Câu số 7. Làm câu 7 này. Câu 7. Rồi, đến đây thì bà lại cho một cái kiểu khác. Cho F với X kiểu khác. Mình đã làm rồi, cho kiểu bảng biến thiên rồi đúng không? Cho kiểu đồ thị kia. Bài gần nhất là cho kiểu đồ thị. Và kiểu thứ ba ấy, để bài cho mình cái công thức cụ thể của hàm số f(x). Ví dụ ở câu số 7 thì bài cho f(x) bằng là x nhân x trừ 1 tất cả nhân với cả x trừ 2. Đó, cho cái công thức của hàm số luôn. Không phải cho bảng thiên nữa, hoặc cho đồ thị nữa, mà cho cái công thức của hàm số. Rồi, và đề bài nó hỏi là hàm số y bằng gx đấy, thôi thôi bỏ gx đi nhá. Y bằng f của 5x chia cho x bình cộng 4. Rồi, hỏi hàm số này đồng biến nghịch biến như nào. Một số cái cực đại. Rồi, đến đáp án thì sẽ nói tiếp. Nào, 3 bước nào. Bước 1 tính y phẩy. Y phẩy bằng câu này đã hàm cũng tương đối đúng không? F phẩy u nhân u phẩy này. F phẩy u là 5x chia cho x bình cộng 4 nhân với cả u phẩy. Là cái này đạo hàm. Mà cái đạo hàm thì hơi phức tạp, thầy chưa nhận được luôn. Thì làm nó nháp trước nhá. F phẩy u nhân u phẩy đúng không? Thì u phẩy là cái đạo hàm này. Thì bây giờ mình đạo hàm nó nháp trước này. Đạo hàm của 5x chia cho x bình cộng 4. Đạo hàm cái này. Cái này thì đạo hàm nó kiểu u trên v bình thường thôi. Cái đạo hàm nó kiểu u trên v. U phẩy v trừ u v phẩy chia v bình. Nào, bao nhiêu nào? U phẩy bao nhiêu nào? U phẩy là 5 này nhân v này trừ đi u v phẩy nào, 5x này v phẩy 2x chia cho mẫu bình rồi bằng thì muốn một dòng thôi. Dòng trên là bao nhiêu nào? Dòng trên có x bình, có x với cả có số x bình nào, 5x bình này trừ 10x bình này trừ 5x bình bao nhiêu x nào? Không x đúng không? Không x. Số nào? Có mỗi 20 thôi đúng không? Cộng 20 chia cho x bình cộng 4 tất cả bình. Rồi, đây là u phẩy của nó. Đây, viết ở đây. Trừ đi 5x bình cộng 20 chia cho x bình cộng 4 tất cả bình. Rồi, bước 1 xong nhá. F phẩy u nhân u phẩy nhá. Bước 2 này, giải y phẩy bằng 0 này. Y phẩy bằng 0. Nghĩa là mình cho này bằng 0. Vậy từ đây mình sẽ có hai trường hợp. F phẩy của 5x chia cho x bình cộng 4 bằng 0 này. Hoặc là trừ 5x bình cộng 20 chia cho x bình cộng 4 tất cả bình bằng 0. Rồi,
tương đương với giải cái dưới trước này, cái dưới giải dễ. Một phân số bằng 0 khi nào nhỉ? Một phân số bằng 0 khi mà tử bằng 0 đúng không? Vậy thì mình có được là trừ 5x bình cộng 20 bằng 0. Giải hẳn ra luôn nào. Vậy tương đương với x bình bằng mấy nào? Đúng rồi, x bằng 4 đúng không? Chuyển này sang 20 chia 5 bằng 4. Vậy x bằng bao nhiêu nhỉ? X bằng cộng trừ 2. Vậy cái dưới giải xong nhá. Cái xong này. Rồi giải cái trên. F'U bằng 0. Thì mình đi giải f(x) bằng 0 trước đúng không? Như vừa, vẫn vẫn cái tư duy như thế thôi. Đó là để mà giải f(u) bằng 0 thì các bạn đi giải f(x) bằng 0 trước. Nào, f(x) bằng 0 nào, dựa vào dữ kiện đề bài cho thì f(x) đây này, là cho rồi, chỉ việc cho bằng 0 là xong thôi. Vậy thì f(x) bằng 0 khi mà x bằng mấy nào? Mình lấy cái gì nào? X bằng 0 này, x bằng 1, x bằng 2. Nhưng bỏ đi cái gì nhỉ? Bỏ nghiệm kép nhá. Bỏ nghiệm kép, vậy bỏ nghiệm x bằng mấy? Bỏ x bằng 1 đi vì đây này, nghiệm kép này, mũ 2 này. Nghiệm kép nhá. Bởi vì x bằng 1 là nghiệm kép. Mà nghiệm kép thì mình không lấy vì nó không làm thay đổi cái gì trong mặt thiên cả. Vậy thì mình chỉ việc lấy x bằng 0 với cả x bằng 2 thôi. X bằng 0 ở đây, x bằng 2 ở đây. Bỏ đi cái trường hợp mà x trừ 1 bằng 0 nhá, bởi vì đây là mũ 2 nghiệm kép. Vậy từ đây mình sẽ có được là u bằng 0, à u bằng 0 đúng không? Hoặc u bằng 2. U chính là 5x chia x bình cộng 4. Vậy nó sẽ có hai trường hợp này. 5x chia cho x bình cộng 4 bằng 0 hoặc là 5x chia cho x bình cộng 4 bằng 2. Đó, u bằng 0 hoặc u bằng 2. Cái đầu tiên nào. Các anh giải được luôn. Một phân số bằng 0 với tử số bằng 0 thôi. Một phân số bằng 0 khi tử số bằng 0. 5x bằng 0 thì x bằng 0. Cái dưới làm thế nào nhỉ? Cái dưới mới giải phương trình bình thường thì mình làm thế nào đây? Giải cái này thì giải kiểu gì đây? Nhân chéo đúng không? Nhân chéo. 2x bình trừ 5x cộng 8 bằng 0 thì nhẩm luôn nhá. Bấm máy tính ở đây nào. Hình như vô nghĩa. Vô nghiệm đúng không? Cái vô nghiệm. Rồi, vậy thì mình có được ba nghiệm tất cả nhá. 0 này với cả cộng trừ 2. 0 với cả cộng trừ 2 thì ở dòng dưới đây rồi. Nghiệm 0 ở đây nữa. Còn cái này thì nhân chéo lên thì vô nghiệm. Rồi, bảng biến thiên thôi. Bảng biến thiên. Kẻ trục số ra cho nhanh này, y phẩy này, điền nghiệm vào trừ 2 0 2 nào, tiếp lấy một giá trị lớn 2 để xét dấu hỏi cùng rồi nào, lấy bằng 3, các thay vào y phẩy nhá, thay vào y phẩy thì mình có được y phẩy sẽ bằng lấy 3 lắp vào dòng y phẩy này này, hơi to đấy. Lắp vào dòng này. Vậy thì mình sẽ có được là F phẩy của lấy 3 lắp vào, ở trên là 15. 5 x 3 15, ở dưới là 9 cộng 4. 9 cộng 4 13. Nhân với cái trên này hơi to nhỉ, người nhập bộ này rồi. Trừ 5 nhân với 9 cộng 20. 5 trừ 25 phần 169 đúng không? Lắp 3 vào đây thôi. Đó, cái này ở trên là trừ 25, ở dưới là 169, 13 bình, 169. Cái này âm là cái chắc rồi, nhỏ hơn không rồi. Rồi, còn F phẩy của 15 phần 13, cái này âm hay dương nào? Cái âm dương thì lại dựa vào cái ban đầu F phẩy 15 phần 13 nhá, có nghĩa là x bằng 15 phần 13. X bằng 15 phần 13 thì F phẩy x mang dấu gì? Thì để vào cho F phẩy x rồi. Giờ cho F phẩy x rồi này, thì bây giờ mình chỉ việc lấy x, thay x bằng 15 phần 13 thôi. Thay x bằng 15 phần 13. Vậy thì mình có được F phẩy của 15 phần 13 thì sẽ bằng x, lắp x vào đây, lắp x bằng 15 phần 13 vào,
15/13 này nhân với 15/13 trừ đi 1 bình này nhân với 15/13 trừ đi 2. Các bạn không phải tính cho cụ thể đâu, mình biết là dấu dương em là được. 15/13 dương này. Cái này mũ 2 luôn dương nhá. Mũ 2 luôn dương này. Cái này dương âm này. 15/13 1 phẩy mấy đấy. 1 phẩy mấy trừ đi 2 âm. Vậy thì F phẩy 15/13 âm hay dương đây? Dương nhân dương nhân thêm một cái âm nữa. Âm đúng không? Nhỏ hơn không? Vậy thì ngoài cùng mang dấu gì nhỉ? Hai cái âm nhân với nhau thì dương. Dương âm, dương âm. Để bài hỏi là hàm số này đồng biến từ 0 đến 1. Đồng biến từ 0 đến 1 sai. 0 đến 1 nghịch biến đúng không? Nghịch biến từ 0 đến 4. 0 đến 4 cũng sai. À còn cực đại cực tiểu như này. Cực đại cực tiểu như này nhá. Vẽ đồ thị này. Đi xuống đây. Đi lên. Đi xuống. Đi lên. À, cái cực trị ngay sau bài này thì mình học bài cực trị thôi. Thì giới thiệu qua mọi người chút. Thì 3 điểm ở vị trí này này. Sẽ gọi là 3 điểm cực trị. 3 điểm vị trí này gọi là 3 điểm cực trị. Trong đó thì cái điểm ở trên cùng này nó gọi là cực đại. Còn hai vị trí này gọi là cực tiểu. Đó. Vì câu C thì bài hỏi là hàm số đặt cực đại tại x bằng 0. Hàm số đặt cực đại tại x bằng 0 có đúng không? Đúng đúng không? Đây là điểm cực đại của nó này, tại x bằng 0, đúng không? Quanh C.